Now turn up. Rồi, chào các bạn đến với kênh Lê Bình Nóng Official. Rồi bây giờ trận đấu bắt đầu nha các bạn. Trận đầu tiên khai mạc giải là thị trấn Tân Phú đánh với Tân Tiến. Học Vĩnh Long sẽ phát bóng nha các bạn. Đánh bóng tốt cho Tân Tiến, điểm 1-0. Bên đây chưa bắt nhịp kịp các bạn. Mới ăn sáng xong cái động xíu là bắt đầu vô đánh luôn rồi. Điểm 2-0. Chuyền bóng dính nha các bạn. Chuyền bóng dính, trọng tài bắt lỗi. Điểm 3-0. Chuyền bóng cơ bộ, chuyền này hơi căng rồi các bạn. Chuyền hai bên đây hơi căng. Điểm 1-3. Sai vị trí nha các bạn, sai vị trí cho đội Tân Tiến. Điểm 2-3. Phát bóng của Hoàng nha các bạn. Hoàng đội thủ bóng tốt luôn. Quá chắn rồi các bạn ơi. William lưới đã. Điểm 4-2. Cơ hội trọng tài cũng hơi gắt à. Điểm 4-2 các bạn. Phát bóng không qua lưới. Điểm 3-4. Phát bóng ra ngoài nha các bạn. Điểm 6-3. Quy qua anh kia đợi thay người kia. Đi qua anh kia đứng kìa. Đánh bóng tốt nha các bạn. Cơ hội cho bên đây. Phản công. Quá tốt rồi. Điểm 5-6. Menhun phát bóng nha các bạn. Phát bóng ra ngoài nha các bạn. Điểm 7-5. Quá hay, mới trận khai mạc mà đánh như vậy rồi. Còn các đội sau cũng có tăng cường nữa các bạn. Các đội sau mình nghe nói là có quý MC. Đánh bóng tốt nha các bạn. Yeah.
Điểm 19 các bạn, điểm 19 nghi về cho đội Tân Tiến nha. Nãy có một số trục trặc cho nên là mình có mấy điểm mà mình không quay được. Quá hay cho đội Tân Phú rồi các bạn ơi. Quà Tân Phú, điểm 10 đều. Đánh bóng ra ngoài điểm 11, 10. Lần đầu tiên trong xét đấu này đội Tân Phú gác điểm trước. Điểm 12, 11 các bạn. 12, 10 trước, điểm 12, 10. Cơ hội quá tốt rồi các bạn ơi. 13-10. Đánh bóng ra ngoài nha các bạn. Ổng có chuyện ai rồi. Chắn bóng tốt nè các bạn. Chắn bóng tốt. Điểm 14-12. Học Vĩnh Long phá bóng nha các bạn. Phá bóng tốt của Học nha các bạn. 15-12. Nhịp độ trận đấu đang tăng dần các bạn. Thêm một quả nữa. 16-12. Nói chung là mấy anh em đội bóng bên kia cũng điểm 13-16. Giờ Minh Huân lên cầu trên này, không biết chuyền ai, chuyền có hộp không. Quá đơn giản cho Minh Huân rồi. Điểm 17-13, quá đơn giản cho Minh Huân rồi. Phát bóng ra ngoài nha các bạn. Điểm 11-17. Chuyền bóng nha các bạn. Chuyền bóng hỏng. Quá bóng ngoài nha các bạn.
đang sử dụng chiến thuật phan ngay các bạn, phan mới thoát trắng được. Trắng bóng lưới nha các bạn, anh bóng quá tốt của mày đâu. Rồi Men Hung phát bóng, đánh bóng ra ngoài các bạn. Tiếp tục là Men Hung phát bóng nha các bạn. Hầu như Men Hung phát phát gãy bên kia hết rồi các bạn à. Phát bung hết rồi. Seri phát bóng. Seri phát bóng của Men Hung. Phát bóng ngoài nha các bạn. Giờ là Học Vĩnh Long. Học Vĩnh Long sẽ lên hàng trên. Học Vĩnh Long đi chéo với Men Hung. Phát bóng ngoài nha các bạn. Set boy. Điểm 24-17. Điểm kết thúc của Tân Phú. Rồi kết thúc xếp hình nha các bạn. Kết thúc xét 1 bên đội thị trấn Tân Phú có thắng điểm. Thắng điểm 25-18. Rồi chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy đăng ký để theo dõi những video những xét bóng kế tiếp nha các bạn. Ok, chào các bạn.